Thôi, xin chào toàn thể các bác nhá. Nay lại lên được một em hàng này. Đây, màu đây thì là gọi là màu gì các bác? Số vào danh 31 nhá. Màu lân, gọi là lân đẳng cấp luôn các bác ạ. Chim đang xuống lông rồi nhá các bác nhá. Mũi khá. Đây, chân chiếc đây được không các bác? Chân chim khô đét luôn này. Đây, mặt chim đây. Màu, góc màu, các thứ nó đang rụng hết nhá các bác nhá. Đang rụng dần rồi. Các nào nuôi lông, bắt về chăm lông này. Cái này chắc chưa được gọi là lân tê đâu, nhưng mà gọi là lân chuẩn luôn đấy các bác. Nắng quá, dạo này thời tiết miền Bắc nói chung là thời tiết nắng cao độ luôn các bác. Mình cảm giác con chim nó vừa treo lên phát nó há hết mỏ ấy. Nắng quá đấy. Đấy, từ thái độ thái tiết này các bác nhá. Được kỳ gấu. Nói luôn cho các bác, cái hàng này nó cũng không phải rẻ tiền đâu nhá các bác nhá. Các bác nào bắt về sưu tầm thích màu lân, đây là lân chuẩn các bạn luôn đấy ạ. Mặt mũi đây, ngực đây, vai rất là rộng này, nở này. Họng con chim đây này. Họng con chim này gọi học được nhá. Họng cũng khá to đấy nhá. Chưa phải họng bò các bạn. Đây là tổng thể con chim này, đuôi bản đuôi dài nhá. Bản đuôi rất là dài luôn. Dáng cân đối hợp lý. Đây, chim này đứng cao cầu. Bắt mắt. Với các bác này, các bác cố gắng gọi điện theo số điện thoại trên bài giúp em với nhá. Nhiều lúc em không cần máy, với cả nhiều bác nhắn tin Zalo ấy. Để mua bán chim thì thực ra thì em không chấp nhận trên cái Zalo đâu các bác ạ. Nên là các bác thông cảm giúp em với ạ. Đấy, chim đã nổ giọng rồi nhá. Nắng quá, chim quá hết mỏi. Rồi ok. Chắc em chuyển qua con khác các bác nhá. Tiếp lên em 32 nhá. Em này cũng màu đậm, màu lân đây này các bác này. Màu thì nó rụng rồi nhá các bác nhá. Nhờ cái điểm sợi này, sợi trên góc màu đây này. Chuẩn lân luôn nhá các bác nhá. Chân khá dài. Bác đã bắt về ôm lông này. Thịt đỏ này. Ngực này. Đầu. Đầu này là đầu to rồi nhá các bác nhá. Đầu này thuộc hệ đầu to rồi đấy ạ. Họng này, họng đẹp này. Nắng quá. Chim khá đẹp nha các bác nhá. Chim khá đẹp. Màu này mọc lên hết thì lân đẹp luôn, họng to nhá. Họng có đầy đánh giá này, to này, cực to luôn này, các bác này. Mặt đẹp, mặt mũi sáng sủa lắm các bác ạ.
Đầu to, họng to các bạn ạ. Đẹp, chim đẹp. Đang đứng đẹp này. Chân này thì các bác khỏi chê nhá. Bắt chân già luôn này, khổ đét. Ba bộ chim cũng khá đẹp các bạn ạ, thái độ tốt. Đuôi thì xác định hỏng rồi nhá, các bác về chăm lông này, đuổi tuệ này, họ nhốt vào cái lông chật ý nên là cái đuôi nó gãy rồi. Với cả trước họ có đem đi làm mồi ấy các bác ơi, nên cái đuôi này nó chạm vào những cái lồng nan lồng của lồng bẫy ấy. Con này thì không phải mồi hẳn đâu nhá, họ chỉ nhốt vào để họ nuôi thôi ạ các bạn ạ. Mũi khá dữ này. Chim gấu, chân này. Chân dài nhá. Mào cao lắm các bạn ạ. Đầu cũng to nhá. Hàng này, hàng trong dân trong bản thì họ chỉ có nuôi được như này thôi các bạn ạ. Đây em đi sưu tầm về cho các bạn nhá. Độ cực kỳ gấu này. Bát tư nhá. Màu một em màu dài đòn nhá các bác nhá. Thịt to, nó khá to luôn này. Nhìn đẹp. Cốc màu dày nhá. Chim cốc màu dày. Tướng tá cực kỳ dữ. Bác mà bắt bóng bộ về thì quá chuẩn luôn này. Mặt chim dữ lắm. Chân cao cầu đấy nhá các bác nhá. Chân này gọi là chân cao cầu này. Nóng quá. Chim này, con này thì là thuộc hệ lông mỏng này các bác này. Lông mỏng nhá. Chúng ta con này dài đòn thật. Ba Lâm tiếp tục một em một lần nữa.
hôm nay thì khá là nhiều màu lân cho các bác lựa chọn đấy ạ. 35 này thì bộ to này, màu lân này khá đẹp này. Mặt mũi này chim tường tá rất là dữ luôn này. Chim này đầu điếc liền bộ, nói chung là chuẩn. Lông cánh đang ra nhá, đuôi đang rụng này. Nói chung là các bác bắt bóng bộ con màu lân 35 này đẹp. Mắt lồi này, chim mắt lồi giữ đấy, giữ chim các bạn này. Nhìn mắt con chim nhá các bác nhá. Lồi hẳn lên luôn. Con chim này thì đánh giá với các bác là đầu to này, đầu to màu lân này, đầu cực kỳ to luôn nhá. Đầu to thân to này. Lông cánh này chắc chắn là sẽ rụng rồi này. Chắc tí nữa nó rỉa nó cũng rụng rồi. Mặt mũi dữ. Đánh giá con chim là khá đẹp đấy ạ. 35 nhá các bác nhá. Tổng quan con chim. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại nhá, em để dưới tiêu đề em mọi người ạ. Nhiều lúc em không cầm máy nhắn tin qua Zalo cho các bác được đâu. À, các bác thông cảm giúp em với nhá.